hiện tại bây giờ đang là cuối vụ đa đa rồi nha anh em, thì mình còn cặp đa đa cuối vụ thôi. Anh em nào cần cặp để về mình nuôi sinh sản thì mình bón ha. Đa đa bây giờ cuối vụ rồi, anh em cần chim con thì phải đợi qua đầu năm sau. Đây anh em còn duy nhất một cặp thôi nha. Cỡ này là đã biết chống máy rồi nha anh em, đã biết được chống máy rồi, nhưng mà tầm khoảng 80% thôi. Anh em cần đa đa con thì cứ inbox theo số Zalo mình để ở dưới bài viết nha. Hiện tại đa đa giá của nó mình bán tầm khoảng 1,5 triệu một cặp thôi nha anh em, thì tùy theo cái đầu mùa hay cuối mùa nữa anh em. Thường thường nếu mà đầu mùa thì mình bán tầm khoảng 500 con hơn, mà nếu mà cuối cùng thì đa đa nó sẽ có giá hơn nha anh em. Anh em nuôi bo thùng rồi, anh em nuôi để bẫy hoặc là để ghép sinh sản thì ok hết nha.